Chúng ta sẽ làm bài tập trong sách giáo khoa Work with a partner phần thứ nhất này. Rồi sau đó người ta bảo mình chuyển đổi những cái câu này sang thể bị động. Các em để ý ha, tất cả những cái này nó đều ở dạng động từ nguyên mẫu hết, thì mình sẽ chuyển sang bị động của thể hiện tại đơn nha. Rồi sau đó mình còn sắp xếp những cái hình ảnh bên dưới nữa. Ok. Trong lúc làm bài tập á, thì chúng ta sẽ quay lại cái bảng này và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp cái bảng này rất là nhiều. À, nếu mà chúng ta phải làm câu bị động thường xuyên trong sách bài tập Mai Lan Hương, hay là các em có ý định làm thêm những cái câu bị động khác ở bên ngoài sách giáo khoa nữa, chắc chắn là các em phải làm sách giáo làm bên ngoài nhiều hơn rồi. Tại trong sách giáo khoa nó rất đơn giản, nó không có gì hết trơn á. Rồi trước nhất là chúng ta dùng thể hiện tại đơn cái đã, sang bị động cái đã. Các em xem câu A người ta làm mẫu cho mình rồi này. Break the glass into small pieces. The glass is broken into small pieces. Các em để ý cho cô, ở đây các em thấy break động từ này, thật ra cái câu này nó ở dạng câu mệnh lệnh, tức là không có chủ ngữ đó các em. Và động từ này nó chia giống như thể hiện tại đơn ha. Vì người ta biến đổi thành câu bị động cũng là thể hiện tại đơn. Ở sau cái động từ này nó có chữ the glass, thì cái đây chính là tân ngữ của động từ. Tân ngữ của động từ break. Các em đưa tân ngữ đó làm chủ ngữ của câu bị động the glass chuyển qua đây. Cái đây là thể hiện tại đơn, coi như nó là thể hiện tại đơn. Thì the glass này là số ít, cho nên các em sẽ dùng is. Rồi tới cột thứ ba, cột thứ ba của chữ break, các em tra vào bảng động từ bất quy tắc thì nó là chữ broken. Broken. Rồi các em viết lại into small piece. Đó. Vậy câu B. Câu B các em sẽ phân tích cái câu B đi ha, phân tích câu B thì chữ động cái động từ nó là chữ wash, rửa. Tân ngữ là the glass. Rồi, vậy thì cô sẽ viết câu này thành như thế này. The glass. Rồi tới cái này vẫn là động từ, vẫn là ở thể hiện tại đơn, the glass vẫn là số ít. The glass is và chữ wash tra trong bảng động từ bất quy tắc không có thì các em thêm ed, cho nên cô thêm ed ở đây. What a detergent. Oh, sorry. Detergent. Liquid. Liquid. Câu C. Câu C thì tương tự như vậy. The rye là động từ. The glass là chủ, là tân ngữ của động từ the rye. Cho nên the glass vẫn là chủ ngữ của câu bị động. The glass is vẫn làm từ to be is các em ha, tại vì số ít. The rye cũng lại một lần nữa không có trong bảng động từ bất quy tắc nên cô thêm ed, chuyển y dài thành y ngắn thêm ed. Peace. Gì kỳ trời. Sorry các em. Câu đi các em lưu ý này, mix là trộn lẫn, pha trộn, nó là động từ, trộn lẫn chúng với một cái chất hóa học nào đó. Ở đây dump là tân ngữ của động từ mix. Dump dump là tân ngữ. Các em quay trở lại cái bảng hồi nãy cô nói với các em cái bảng tân ngữ chuyển thành chủ ngữ đó ha, tân ngữ là dump, các em thấy không? Đó thì ngược quay nhìn ngược lại chủ ngữ của nó là dây. Cho nên vào đây các em cũng sẽ chuyển chữ chữ dâm này thành chữ J làm chủ ngữ cho câu bị động. J thì động từ to be ở đây sẽ dùng với are. Cái này các em đang chia ở thể hiện tại đơn hết nha, vẫn là câu bị động ở thể hiện tại đơn hết. Câu bị động ở thể hiện tại đơn. Đó thì đây. Tại vì động từ người ta cho các em toàn ở động từ dạng nguyên mẫu không à. Đó cho nên là các em chia ở ở bị động của thể hiện tại đơn am, as tùy tùy vào cái chủ ngữ. Chữ ngữ dây thì các em dùng are. Và chữ mix. Chữ mix này cũng không có trong bảng động từ bất quy tắc. Cô thêm ed vào. With certain specific fish. Chemical. Câu E. Melt the mixture until it becomes a liquid.
làm tan chảy cái hỗn hợp này, làm tan cái hỗn hợp này cho tới khi nó trở thành một chất lỏng. The mixture là một tân ngữ của động từ melt trong câu này. The mixture là một danh từ cụ thể, cho nên cô sẽ giữ nguyên chứ không có biến đổi gì cả. The mixture, để đây làm chủ ngữ của bị động. Và melt, the mixture là hỗn hợp, này danh từ không đếm được. Danh từ số x, sorry, is melt. Melt này cũng không có trong bảng động từ bất quy tắc cho nên cô thêm ed. Until it become a liquid. Câu cuối cùng. Use a long pipe. Dip it into the liquid. Then blow the liquid into intended shapes. Thì cái câu này nó có tới ba cái động từ các em và cũng có ba cái tân ngữ theo sau luôn. Cho nên chúng ta sẽ đổi thành ba câu bị động. Và câu thì ngăn cách với câu, nếu không dùng từ nối thì các em phải tách riêng nó ra thành từng câu. Cô sẽ thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm ha. Do trên này người ta dùng câu chủ động nhưng mà nó ở dạng câu mệnh lệnh, dạng dùng động từ nguyên mẫu á, cho nên người ta dùng dấu phẩy được. Còn khi chúng ta đã có hẳn một câu á thì chúng ta tách nó ra. A long pipe is used. Đó, câu thứ nhất. Câu thứ hai, is dipped into the liquid. Rồi then the liquid is blow into intended shapes. Okay. Rồi sắp xếp những cái bức ảnh này cũng như sắp xếp những cái câu trên này theo một cái trật tự đúng quy trình trong việc tái chế thủy tinh. Các em xem hình số 1 là người ta đập vỡ, làm vỡ vụn. Thủy tinh bị làm vỡ ra. Rồi hình số 2 là nó được nung chảy, nung tan cho tan chảy. Hình thứ 3 là nó được phơi khô, được sấy khô, được làm khô. Hình thứ 4 nó là người ta rửa sạch những cái mảnh thủy tinh. Hình thứ 5 tức là bỏ nó vào trong một cái gì đây? Tức là trộn nó với một cái chất hóa học nào đó để làm cho nó dễ dễ nung tan chảy hơn. Câu số 6, phần số 6, hình số 6 đó là thổi cái hình dạng mà mình mong muốn cho cái thủy tinh đó. Ở đây chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ cô đánh số, cô đánh lại số ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm vỡ, đập vỡ vụn cái mảnh thủy tinh ra, hình số 1. Thứ hai là chúng ta sẽ rửa sạch nó, là hình số 4. Thứ ba là chúng ta sẽ làm khô, thì cũng chính là hình số 3. Rồi sau đó chúng ta sẽ trộn nó với một cái hỗn hợp, một cái hóa chất nào đó, thì đây là hình số 4, để cho nó được nung chảy tan ra. Đây là hình số 5, trật tự thứ 5, quy trình thứ 5. Và sau đó cuối cùng là mình mới thổi cái hình dạng cho cái thủy tinh mình muốn tái chế. 6. Dựa vào hình ảnh này thì các em sắp xếp những cái câu trên này được không? Đây, số 1. Số 2. À, sorry các em, ở trên này là theo thứ tự rồi. Sorry các em, ở trên này người ta theo thứ tự rồi. Cái hình các em chỉ sắp xếp thứ tự cho cái hình thôi. Rồi, phần bên dưới. Chúng ta sẽ học trong video tiếp theo, nó là thuộc cũng thuộc điểm ngữ pháp khác luôn. Đó chính là, à không, phần số 2 này vẫn là câu bị động của em. Phần bên dưới này mới là tính từ theo sau bởi một động từ nguyên mẫu hay là một cụm danh từ. Bên trên phần bài 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 tập số 2 vẫn là câu bị động, chúng ta sẽ làm luôn. A famous inventor, Dr. Kim is going to build a time machine. One of his assistants Hi, is asking him questions about an invention. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in brackets. Một nhà phát minh nổi tiếng là ông Kim, tiến sĩ Kim, định xây một cái máy thời gian hả?
định làm một cái cỗ máy thời gian. Một trong những người trợ lý của ông là ông Hai, ông Hải gì đó, ông Hai gì đó, đang hỏi ông ta một số câu hỏi, đang hỏi ông kia một số câu hỏi về cái phát minh này. Hoàn thành đoạn hội thoại, sử dụng hình thức đúng của những động từ trong ngoặc. Cái này bị động. Có thể thêm thử, có thể là bị động, có thể là chủ động nha các em, không nhất thiết phải là bị động. Một đoạn trên này người ta không có nói rõ là mình dùng tất cả những cái này ở chủ ở bị động hết. Chúng ta cùng làm nè. When will the project be started, doctor? Thưa tiến sĩ, thì khi nào cái dự án này bắt đầu ạ? Dự án này được bắt đầu ạ? Very soon, rất sớm. Many people want to see the time machine. Rất nhiều người muốn xem cái cỗ máy thời gian. Yes, it's đúng rồi, nó sẽ được trình diễn, được trình bày, được sau diễn á, với cộng đồng, với công chúng khi nào nó được hoàn thành. Về đến chỗ này mình sẽ là it will be, nó sẽ được show. Show này cột thứ ba nó thêm n vào. Các em tra trong đoạn bảng động từ bút viết tắt sẽ thấy nó sẽ được build, được xây dựng, được build xây dựng, được làm thực hiện vào cuối năm nay, đúng không thưa tiến sĩ? Nó sẽ được xây dựng vào cuối năm nay, đúng không thưa tiến sĩ? Rồi câu tiếp theo, I'm afraid not, tôi e rằng là không, but it, nhưng nó sẽ được hoàn thành trước Tết, sẽ là will be finished, được hoàn thành trước Tết. Ok. Câu số 4, ông Hải nói là ông Hải là hỏi nó sẽ được làm bởi 9 ngày ạ? À? Bởi ngày ạ? À? Will nó sẽ được thực hiện hả? Will it be made by you? No, I need you to build it. Không, tôi cần bạn xây dựng nó. When can you start? Khi nào bạn có thể bắt đầu? Let's begin tomorrow. Hãy cùng thực hiện nó vào ngày mai nào. Hãy cùng bắt đầu vào ngày mai luôn ha. Thì chúng ta hãy bắt đầu nó vào ngày mai đi. Em để ý không? Ở đây đều là thì tương lai đơn hết, bị động của thì tương lai đơn hết. Thì cái bài số 1 các em là bị động của hiện tại đơn. Cái bài số 2 này lại là bị động của thì tương lai đơn. Vậy là các em học được hai hình thức bị động của hai thì rồi đó. So với cái bài trước ha, so với cái video trước cậu có nói bị động của thì hiện tại đơn này và bị động của thì tương lai đơn, đây nó nằm ở cột này, các em so sánh xem ha. Will be thì của nó luôn luôn không thay đổi, động từ to be thì mình chia phù hợp theo thì, bởi vì thì tương lai đơn nó có chữ will cho nên chữ be lúc nào đứng sau chữ will nó cũng ở dạng nguyên mẫu cả, và động từ của câu chủ động thì chuyển thành cột thứ ba của câu bị động, bài tăng ngữ nếu có. Ok, vậy là xong câu bị động. Và tiếp theo chúng ta sẽ học bao gồm cả cái điểm ngữ pháp của tính từ theo sau bởi một động từ nguyên mẫu và một mệnh đề danh từ, và làm cái bài tập này của nó. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.